kính thưa ban lãnh đạo địa phương cũng như là bà con nhân dân, thì Maisa là một cái đơn vị hoạt động trong ngành thẩm mỹ, hoạt động rất là nhiều năm ở trên cả nước rồi. Maisa cũng đã hoạt động rất là nhiều cái chương trình thiện nguyện đối với bà con ở trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Và hôm nay đây thì vợ chồng Mai Khánh cũng như là anh em cán bộ nhân viên của Maisa về với bà con tỉnh Cao Bằng. Vừa qua thì khu vực Tây Bắc đã trải qua cái cơn bão số 3. Từ trước đến giờ thì bà con đã rất là khó khăn rồi, nhưng mà vừa rồi đã trải qua cái việc bão lũ thì bà con lại càng khó khăn hơn. Thì hôm nay đây thì vợ chồng Mai Khánh cùng anh em cán bộ nhân viên của Maisa lên đây thì sẽ gửi những tấm chân tình nhất, những cái món quà tuy nhỏ nhưng mà cái tình cảm mà vợ chồng Mai Khánh cũng như là anh em cán bộ công nhân viên của Maisa muốn dành những cái tình cảm đặc biệt nhất cho bà con. Món quà thì bao gồm là 50 tấn gạo và 500 triệu đồng sẽ phát cho 2.500 hộ gia đình. Thì mỗi một hộ gia đình sẽ được nhận được là 2 bao gạo 20kg cộng với 200.000. Món quà tuy rằng là không phải là nhiều, nhưng mà đây là những cái tình cảm mà vợ chồng Mai Khánh cũng như là anh em các công nhân viên muốn là dành tình cảm đặc biệt nhất và sâu sắc nhất với đồng bào bà con ở tại nơi đây. Thì cũng mong rằng là bà con đón nhận. Vợ chồng Mai Khánh cũng như là anh em các công nhân viên cũng luôn luôn cầu mong, cầu chúc cho tất cả bà con luôn luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc, và cố gắng làm việc, cố gắng để phát huy, để vượt qua những cái khó khăn, những cái mà từ trước giờ đã khó khăn vất vả rồi, nhưng bây giờ bão lũ đã qua rồi. Thì cũng mong rằng là bà con hãy cố gắng khắc phục và vươn lên để làm sao mà bản thân cũng như là xã hội ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa xin cảm ơn, kính chúc bà con luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn bà con rất là nhiều ạ.